Khi mà mình đến thay cái đồng tiền ở Hồng Kông, ở Nhật một tuần, ở Hồng Kông khoảng 5 ngày thì mình phát hiện ra được hai nơi này con người hai đứng được khác nhau, cho nên hai con người hai cái lối sống được khác nhau, nhưng mà có cái điểm chung của nó giống nhau là cái độ ăn chơi, cái độ sành điệu, cái độ phong thoáng của nó cứ nào cũng giàu. Như ra ngoài đường tận Nhật thì không có nhiều, ít thấy xe, tại mình đi subway nhiều, mà ở đây thì xe hiệu, xe sang nhiều, còn nếu không thì taxi, người ta đi lại taxi hoặc là xe, hoặc xe bus cũng có, xe bus thì xe có 2-3 tầng. Còn tiệm vàng thì lung linh quá trời, Rolex rồi tùm lum, Rolex bên này, Rolex bên kia. Hay là chắc tại mình ở chỗ cái thành phố nơi đô thị rồi nên cũng không, nên mình chưa có biết được cái ở ngoài đồng ven thì như thế nào. Kim cương bóng loáng, chỉ có cái vàng này sơn, cái vàng này hơi màu hồng kỳ. Trắng một tông hay trắng, hoặc là đen hoặc là nâu, bên đây thì màu sắc nhiều hơn, cái kiểu cách Ấn Độ ở đây cũng nhiều, không biết tại sao cái khu vực này có nhiều Ấn Độ tới sống. Mà đừng cái tưởng đồ đây nó cũng ok, nó ok hơn mấy người bản xứ, mấy người nhà đình cặp với nhỏ tồn cũng ngầu. Ừ, mấy đứa Ấn Độ thì nó như thế, nó dễ chịu hơn. Nhiều khi mình đi lạc cái gì á, trên thang máy hay mình hỏi nó còn kiểu nó còn giao lưu, nó còn nói chuyện, nó còn tiếp mình nói chuyện. Ông cái tiệm quần áo đem qua con lắm á nè, không có vắng vẻ không ai luôn nha, mà nó lấy nguyên một cái mặt bằng bự trên cái con đường chính này. Có một màu không biểu sao, nó tưởng là nó làm một cái đó, một cái kiểu mà độc quyền đó là người ta sẽ thích hay sao á. Con nghĩ sang năm mình tới là tiệm nó sẽ không còn nữa đâu, hoặc là mấy tháng sau mình tới là chắc tiệm nó sẽ dăng rồi. Bây giờ đi lại cái tiệm ngỗng quay mà chắc bữa nay là ăn thịt gà. Đi ăn ngỗng quay chứ không ăn thịt gà nữa. Ê, đi ăn thịt gà chứ không ăn ngỗng quay nữa. Để ngỗng quay chắc để bữa cuối cùng ăn để chào tạm biệt Hồng Kông luôn. Nó ngon nhưng mà dầu mỡ thì cũng nhiều. Ngon lắm. Thơm, giòn, nhưng mà dầu nó nhiều quá, dầu bên này dầu nữa. Tối nay là tối thứ bảy thì mà nhiều khi mình cũng phân biệt ra tối nay là tối thứ mấy đó, hay là tại vì mình đang trên đi chơi mình không có để ngày tháng ngồi thứ mấy, nhưng mà thế ngày nào cũng như ngày nào cũng bận rộn, ngày nào cũng vừa đi qua vừa đi lại. Đi tới cái tiệm nó muốn ăn cái tiệm đó hay là ăn tiệm khác?
nếu mà tiệm khác, tiệm khác thì đi bộ xuống qua hỏi cái đèn đỏ 5 phút, còn tiệm mà bữa mình ăn là ngay chỗ này luôn. Đi gần là tiệm này. Đi gần là tiệm này. Ông mình ăn coi. Chị mua em rồi con. Chào em. Bỏ xe đăng. Hôm bữa là mình ngồi bên kia, cửa bên kia có Venus, có Tiger, em chị. Không có ăn thịt ngỗng bữa nay, bữa nào chắc để trước khi mình về mình sẽ đi tìm một ngôi ăn thịt ngỗng mình ăn tết. Cái này bữa nay hình như cũng còn hơi ngán ngán cái dùng. Mong muốn nữa con hay một con? Một con với lại xá xíu. Nó thích xá xíu hay thích... Xá xíu, lấy thích xá xíu chứ đừng có lấy cái thịt đó là thịt gì đó. Mình chi cho tổng cộng hẹo nào. Thịt đó không có. Thì chắc mình nên về xong mình tính. Tại như lúc 4 giờ nó một mình nó chạy đi ăn mặt đó rồi. Ừ. Lên quay lên coi nó chồng quay không? Cô thằng này nó chơi cao quá, không quay thấy gì hết. Mấy đứa đằng sau nó khó chịu lắm. Bữa nào phải đi tìm cái con đường kia mình, nó cho quay cái đó. Hai đứa đằng sau này nó ăn, hai đứa thì nó ăn cũng nửa con gà, cái nửa con mộng chứ. Cũng mất đi 50 cơm như 50 đồng. Cái bữa cơm hả? Ừ, bữa cơm mình 50 đồng. Thì tại ở chỗ này là xa xỉ của Hồng Kông mà. Nó nói đi về Mông Khôn hả? Mông Khôn ăn chờ đó, cái đồ nướng. Thì nãy cũng định dẫn nó đi đó mà nó đi xa thôi mà, đi bộ một.
không tới 50 mấy 20 phút thì đi bộ dạo dạo cũng được, chứ không có đi xa quá, đi mà lên mấy cái đồi dốc ấy, rồi đi cầu thang rồi cho cái mấy cái sắp quầy á. Sao hiểu không hiểu, bên này sắp quầy nó không có thang máy hơn. Chỗ nào cũng lên vừa xuống kia 33 cái thang máy là từ ngoài. Cái lớn tuổi đi đi lên lên xuống lên xuống nó cái khóc như tao là có như tao nó mà tao cũng thật gì được cũng có cần một nhậu nhiều nó đi. Có Hồng Kông hay cốt là mắc hơn bia. Đồng mắc hơn 3 đồng, nhưng mà chắc tại hiện chắc con cốt này nó có cái con rồng cho nên cho nó mới mắc hơn người ta. Đúng rồi, mắc hơn bia. Bia có 15, bia có 15 mà nước ngọt tới 18 rồi. Thì chắc là làm ở đây không không cái làm của nó giống như cổ gốc hết. Ngon gì không? Kêu nó lại. Mà kêu đi. Nó bị nó chỉ cần rồi. Hay hay muốn đi xem cái. Chưa nhớ đường nữa hả? $163 tự như 50 đô cây này mắc mắc hơn bên mình nhiều. Mấy cái này bao nhiêu tiền cỡ tôi những cái nhíp này bao nhiêu mà nói gì ở bên mình đó hả? Bên mình mà 30 mấy đồng bây giờ mắc thôi chứ làm được một nguyên con vịt. Con vịt của mình 31 đồng 32 đồng. Còn ở đây con ngỗng mới là 3 tính mấy trăm đồng nữa ha. 200 mấy đồng. 500. 500
200 đồng gì á. Ờ. 280 là đứa con. 280 là đứa con đó. Ừ. Con vịt cũng như vịt về nhà với chạy bên đó là nó nhiều thịt lắm. Nào, ví dụ như mà mình ở đây tại đúng là mình nói đó, cái chỗ này là nó mắc nhất, nó xa xỉ nhất của Hồng Kông. Còn ví dụ như mà mình đi xa ra thì một con ở đây 500 thì con dưới kia chắc khoảng chừng 400 hoặc là 380 tại đó chứ. Ai coi qua anh. Coi mấy người đó đi ăn đó. Con biết tại vì nhiều khi mình coi đó nó cũng không có nói rõ là giá nữa, cũng không nhớ là nó giá bao nhiêu nữa. Ờ, nhưng mà một con tính ra gì mắc, tại mình đi chơi lâu lâu mình đi chơi thì mình xài vậy được thôi, chứ còn nếu mà mình sống đây mà mình ăn cái này chắc 1 năm 2 năm chắc ăn một lần. Nhiều thứ mắc, ví dụ bên em mua Tiger nó đòi mua cái nước đó uống đó. Ờ. À, mua hết 2 ly 70 đồng xong về cũng uống không được. Cho nó đừng có lấy mà nó sàn qua sàn lại một hồi nó cũng lấy. Nó chưa lấy cho tôi, nó thôi tôi lấy sữa đậu nành. Sữa đậu nành uống ngon, còn cả cái nước đó nhìn thấy không ngon rồi. Mà nó không, lúc đầu con có tưởng là tới đó là nó lấy trái cây ra xay trước mặt mình đó thì mới ngon, chứ con này con hỏi là nó. Nếu mà xây sẵn hồi nào thì thôi đừng có lấy. Không, nó đứng sao nhờ, nó tiền ở đó. Không biết cái nhỏ nó kia bước đi cái nó lộn. Con chỉ mắc cười nhất, còn lại cái lon nước ngọt nó mắc hơn lon bia 18 đồng, còn bia thì có 15 đồng. Gần 100 đồng rồi chứ, 500 ở đây 500 là gỡ 90 đồng rồi. Mắc. Hồng Kông đó là nó rẻ nhất là về cái viễn thông, cái điện thoại của nó. Không phải là cái iPhone mà nói về cái hệ cái giống như mà muốn thuê bao một cái điện thoại á là rẻ nhất, giống như mình trả tiền phí để mà sử dụng điện thoại á là rẻ nhất trên thế giới. Tại cái hệ thống điện thoại bên Hồng Kông nó phát triển từ mấy trăm đời rồi, nó với lại nước Anh á. Cho nên hồi xưa mới nhớ lúc hồi xưa mà mình chưa có gọi FaceTime Messenger đâu á, mỗi lần mà gọi điện thoại mà long distance đồ Việt Nam đồ mình phải mua thẻ được phải không? Ở trên đầu có đôi. Ờ. Mới nhớ hồi xưa cái thời mà mấy năm mà mình mới qua đây á, năm 90 chín mấy đồ, mỗi lần gọi điện thoại đi long distance là mình phải gồm thẻ đồ, đúng không? Là nó tính mỗi phút là mấy sen đúng không? Người gọi Việt Nam thì mỗi phút là khoảng 1 đồng. Thì tôi nhớ lúc đó gọi, nhưng mà gọi Canada cũng là long distance, mỗi phút là 7 sen, 8 sen, 9 sen gì á. Còn gọi từ Canada mà gọi về Hồng Kông á có 2-3 sen nữa. Mà tự nhiên ở Canada gọi Canada còn mắc hơn là từ Canada gọi về Hồng Kông.
sau này gắn điện thoại lắp cho con thì bây giờ lo nhất tình cũng không tính bao nhiêu rồi, tại bây giờ đâu ai mà gọi lên lo nhất tình đâu. Cái thời mà chưa có phim quốc kìa. Có phim quốc kìa. Ôi, chết,